Camera cận cảnh đã từng giới thiệu đến khán giả hình ảnh người lớn dắt trẻ em đi trộm. Đó là hành động đáng lên án, vì trẻ em không nhận thức được việc xấu và không làm chủ được hành vi của mình. Người lớn đưa trẻ em đi theo nhằm mục đích đánh lạc hướng người dân để ra tay trộm. Và đây là một vụ việc như thế. Camera an ninh tại một quán nước ghi lại được hình ảnh. Người bán quán đang ngồi pha chế nước uống. Phía ngoài lề có một chiếc xe máy đang đậu. Trên xe có một người lớn và một trẻ em. Một lát sau, người bán quán thò tay trái lấy ra cọc tiền từ chiếc túi màu trắng, tay phải nhận tiền của người mua hàng. Sau đó, bà cẩn thận đếm tiền thối lại và bỏ cọc tiền lại vào túi màu trắng. Vừa lúc đó, bà đứng dậy, tay cầm ly nước di chuyển qua thùng đá, quay lưng lại với gian hàng của mình. Lúc này, đứa bé từ trên xe bước xuống. Vừa đi được hai bước thì nó quay đầu nhìn lại phía người ngồi trên xe máy. Sau đó, tiếp tục đi thêm hai bước, cúi người xuống và thò tay lấy cái túi đựng tiền màu trắng của bà chủ quán, rồi chạy về xe nhanh như chớp. Đây đích thị là hành vi trộm cắp do người lớn xúi giục. Sau khi đứa bé leo lên xe, người cầm lái nói với bà chủ sẽ quay lại lấy nước sau, rồi phóng xe tàu thoát. Bà chủ quán vẫn chưa biết tài sản của mình đã bay theo những tên trộm. Thêm một tình huống tương tự. Camera an ninh tại một ngôi nhà ghi lại được hình ảnh. Đồng hồ hiển thị khoảng 21 giờ. Phía trước ngôi nhà có một chiếc xe tay ga tắt tiền. Một cặp nam nữ đứng cạnh chiếc xe máy, quan sát thật kỹ có thể thấy người phụ nữ đang điệu một đứa bé. Một lát sau, người đàn ông tiến về phía chiếc xe tay ga, hai tay liên tục xoay xoay ổ khóa. Liệu đây có phải là xe của anh ta? Hãy cặp vợ chồng chở con này đi trộm xe chăng? Cùng xem tiếp tình huống. Người đàn ông sau khi mở khóa đã vội quay người lại đi về hướng của người phụ nữ, nhưng đầu thì lại quay về hướng chiếc xe tay ga. Hắn lợi dụng lúc không ai để ý, quay lại bẻ khóa một lần nữa. Đây đích thị là cặp vợ chồng chở con đi ăn trộm xe. Sau đó, hắn rời khỏi chiếc xe tay ga hướng về phía vợ để báo hiệu. Có thể thấy, người vợ của kẻ trộm cũng nhanh chóng quay đầu xe lại, còn hắn ta vội vã quay trở lại chiếc xe đắt tiền, nhanh chóng lùi xe lại, đề máy và phóng lên xe chạy đi. Vừa lúc đó, một người phụ nữ bên trong nhà phát hiện chạy ra, nhưng tài sản đã bay theo tên trộm. Ở góc camera an ninh khác có thể thấy, khi tên trộm ra tay thì đứa bé đã quan sát thấy hết các hành vi trộm cắp từ đầu đến cuối của hắn. Đây quả là một tội ác, bởi vì trẻ em sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực về nhân cách và đạo đức khi tận mắt chứng kiến cảnh người thân của mình thường xuyên trộm cắp như vậy. Những chiếc ấm bằng gốm nhỏ xinh, không gian xanh bao quanh, tiếng chải róc rách của khe suối nhỏ. Đó là không gian của quán trà Genty An Yên, một quán trà mà khách đến uống trà muốn trả bao nhiêu tiền cũng được, quán không quy định giá cả. Mình tên là Phạm Thanh Tùng, mình là thành viên sáng lập của cái quán trà Genty An Yên. Cái quán này đầu tiên là được có một chi nhánh ở bên quận Nhất, và mình cũng là một người khách ở bên đó. Thì mình tới thì mình rất là thích cái mô hình của quán. Sau đấy thì được tiếp nhận từ một người thầy. Thầy tạo ra cái không gian này và mình rất là thích cái không gian này. Thế là mình mới tiếp nối, kết hợp với những anh chị ở bên quán cũ để mở ra cái quán này. Ngoài ra, quán trà kỳ lạ này còn dạy miễn phí cho khách về cách pha trà, viết thư pháp, bài thế võ để tự vệ. Quán này do một nhóm bạn trẻ lập ra, do Phạm Thanh Tùng điều hành. Họ là những người có cùng đam mê với hương vị của những loại hoa, lá trà khô, mong muốn có được một không gian để thư giãn sau thời gian học tập và làm việc. Mình rất là yêu trà và mình yêu thiên nhiên đó. Thì cái quán này mở ra thì bởi vì mình rất là thích cái khu vườn này. Đây là mình là người tiếp nối. Thêm vào đó là cái chuyện tùy tâm á, thì mình nghĩ là đời nó là một cái mình cái tâm nguyện của mình á. Khi mà mình có một cái chỗ để mình uống trà mà nó đẹp như này á, thì mình cũng muốn chia sẻ cho người khác. Và
khi mà mình tính toán lại mọi thứ chi phí rồi này kia thì thấy là nó cũng mình có đủ khả năng để mình vận hành nó. Do vậy là mình mở ra với chi phí tùy tâm. Quán trà có diện tích khoảng 50m², nằm trong một con hẻm trên đường đi Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động hơn 2 năm nay, quán trà nhỏ này nhận được sự quan tâm của nhiều người, không chỉ bởi không gian đẹp, mà còn vì những nét đặc sắc rất riêng. Quán không có nhân viên, khách đến tự pha trà theo ý thích và tự trả tiền tùy tâm. Quán không mở nhạc, khách cũng nói chuyện nhỏ nhẹ để luôn đảm bảo sự yên tĩnh cho nơi đây. Nếu khách lần đầu tiên pha trà thì sẽ có bạn hướng dẫn hoặc có thể nhờ một bạn trong quán chỉ cách. Sau đó khách vừa thưởng thức ly trà mình tự pha, vừa đọc sách hoặc nghe nhạc tùy thích. Dùng xong thì khách tự đi rửa ấm chén. Cái khó khăn á, bọn mình vẫn phải đi làm. Nên là thỉnh thoảng mà có cái sự khó khăn là trong cái chuyện là có người ở đại quán. Còn thêm nữa là thỉnh thoảng thì có những cái ngày mà quán vắng hoe, chẳng có ai thôi. Buổi tối khách đến quán không chỉ được thưởng thức những tách trà ngon mà còn được tham gia các lớp học viết thư pháp, học pha trà hay học vài thế võ tự vệ hoàn toàn miễn phí. Bọn mình mở cái quán này ra vì cộng đồng và tùy tâm, nên là thành ra những cái anh chị mà đồng hành cùng với quán mà đứng ra mở lớp á, các anh chị cũng với cái mong muốn là như vậy. Mọi người cũng mong muốn là chia sẻ cái kiến thức, chẳng hạn như là về thư pháp, về cắm hoa hay về thiền như vậy. Mọi người chỉ lấy một cái khoản rất là nhỏ, chẳng hạn như thư pháp thì để chi phí cho giấy, cho mực, còn cắm hoa thì cũng chi phí để mua hoa. Còn mọi người cũng đến với cái tâm là mong muốn chia sẻ cho cộng đồng về cái kiến thức đấy, về cái nghệ thuật đấy. Nên là may mắn là vì chúng mình hấp dẫn được những cái anh chị đấy, nên là thành ra mình có rất là nhiều hoạt động khác nhau. Thứ hai chia sẻ về thiền, thứ ba, thứ sáu là lớp cắm hoa, thứ năm là lớp thư pháp, sáng thứ bảy thì là về lớp thêu, tối thứ bảy thì là có lớp võ tự vệ. Trong lớp học viết thư pháp của quán trà, mỗi con chữ mà người học viết ra đều được người dạy giảng giải về những giá trị đạo đức gắn với ý nghĩa của con chữ đó. Hôm nay mình sẽ bắt đầu học cái chương trình viết thư pháp tiếng Việt. Thì việc đầu tiên, những cái liên quan khi mình viết tiếng Việt, mình sẽ cần những cái dụng cụ như giấy, bút và nghiên mực, và cuối cùng là mực. Thì những cái thứ liên quan của phải có để làm một tác phẩm. Thì quan trọng học thư pháp không phải là viết chữ, mà sự thật là bạn học để bạn áp lực trong cuộc sống những cái gì tiêu cực nhất để buông ra trong những nét chữ của bạn. Còn lớp dạy võ tới thứ sáu hàng tuần cũng được nhiều người đến học. Học viên có nhiều độ tuổi khác nhau, chia thành nhiều nhóm nhỏ. Lấy bàn thư làm chuẩn, ngang hàng với bàn thư. Rồi, bắt đầu. 1 2 3 4 5 6. Rồi, lập tấn. 1 2 3 4 về. Lớp nhỏ qua bên này, lớp lớn qua bên kia. Các thành viên trong nhóm quản lý quán trà luôn tổ chức những hoạt động để quán trà được khách biết đến nhiều hơn, để người dân đô thị có thêm nơi yên tĩnh để thư giãn, giải trí sau một ngày làm việc. Bên cạnh đó, có thể tìm hiểu về văn hóa uống trà của người Việt. Cơ duyên là chắc là do chị sếp cũ của mình, hai chị em hẹn nhau ra đây chơi, nên là mình mới biết cái quán này. Chứ trước đó thì mình chưa có biết quán. Từ lúc mà qua đây á, thì cảm thấy rất là thích cái không gian như thế này. Ở giữa lòng Sài Gòn mà có một cái không gian rất là yên tĩnh, chill như thế này. Mà hai một cái nữa có nghĩa là ở đây không có người phục vụ, mà là mình, chính là mình tự phục vụ mình luôn. Là mình sẽ có một bạn hướng dẫn cho mình pha trà này, lấy trà, pha như thế nào. Và một cái yếu tố rất là hay ho nữa đó là quán là quán tùy tâm, có nghĩa là không có một cái mức giá nhất định cho bất cứ loại trà nào, mà là do tự mình ủng hộ quán. Hy vọng quán trà này sẽ là nơi kết nối nhiều hơn nữa những người yêu thích thưởng thức những khoảnh khắc bình yên, tĩnh tại, hiếm hoi giữa cuộc sống đô thị, để tái tạo năng lượng làm việc và sáng tạo cho bản thân,
tìm lại sự cân bằng giữa cuộc sống vật chất và tinh thần. Cần mẫn uốn nắn, miệt mài đục đẽo, tỉ mỉ từng chút một. Đây là những hình ảnh tại xưởng sản xuất đàn guitar Ba Đờn nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chủ cơ sở sản xuất đàn là ông Nguyễn Văn Trân, tên thường gọi là Ba Đờn. Ông sinh năm 1953, quê ở Bến Tre. Hiện tại ông đã lớn tuổi, không tham gia làm đàn nữa, mà truyền lại cho con cháu nối nghiệp. Trong khi không ít cơ sở làm đàn khác đang gặp rất nhiều khó khăn và không có người nối nghiệp, thì cơ sở Ba Đờn vẫn trụ vững và truyền nghề đến nay đã là đời thứ ba. Việc giữ nghề truyền thống của ông Ba Đờn được con cháu thực hiện không chỉ bằng ý thức trách nhiệm mà còn bằng tình yêu thật sự đối với nghề của cha ông và tạo công ăn việc làm cho hơn 100 nhân công. Trong 7 người con của nghệ nhân Ba Đờn, anh Nguyễn Văn Nguyên là người chịu trách nhiệm khâu hoàn thiện và tiêu thụ sản phẩm. 6 anh chị em còn lại, thèm cả dâu rể, đều làm việc tại xưởng sản xuất. Tôi là Nguyễn Văn Nguyên, người con thứ tư của ông Ba Đờn. Gia đình tôi thì ba tôi thì có 7 người con, tôi là thứ tư. Thì hiện nay là 7 người con của ông Ba Đờn đều theo nghề hết. Thì hiện nay thì cơ sở thì có 2 cơ sở chính, một cơ sở sản xuất và một cơ sở sản lắp ráp thành phẩm sản phẩm của guitar Ba Đờn. Thì thực ra mà nói thì cái nghề của ba thì năm 13 tuổi á, ông Ba Đờn á, là ông đã từ Bến Tre lên Sài Gòn rồi học nghề đấy, rồi 16 tuổi là ba đã ra thợ để mà làm đờn. Cái tiếng tăm có đó, rồi người ta đặt hàng, rồi tồn tại cho tới ngày hôm nay. Rồi các con trong gia đình mà, thì ba truyền lại rồi làm, mỗi người một khâu, mỗi người quản lý một mảng đấy, rồi hình thành nên cái thương hiệu guitar Ba Đờn cho tới ngày hôm nay. Cụ thể như là ví dụ hiện nay là anh Nguyễn Đăng Trạng là anh thứ hai đó, là ảnh tổng quản về cái mặt kỹ thuật. Thợ gắn bó lâu năm với xưởng thì như anh cũng trăn trở đó, thì hiện nay thì gia đình thì cũng đã cố gắng, ngoài cái chuyện mình có một cái cơ sở để mình gìn giữ một cái nghề truyền thống, không riêng gì con cháu trong gia đình, nếu như những người thợ nào có tâm yêu nghề, gia đình cũng sẽ truyền để chi, để gìn giữ cái một cái nghề truyền thống. Anh Phạm Tấn Anh nay cũng 38 tuổi rồi, theo cái nghề đờn này nay cũng khoảng 20 năm. Hồi đó học hay ở đây như là thầy vừa người anh, thì anh cũng chỉ từng khâu, rồi mỗi khâu mỗi cái kỹ thuật nó ở mức độ chặng nào để mà lên được cây đờn âm thanh nó đạt chuẩn, thì độ dày độ rung của nó, thì thành ra học cũng thời gian lâu, thành ra nó cũng rành hết cả cây đờn. Lúc đầu mình không quen, thành ra khi mình làm có những thao tác rồi nó nặng với nó gây cho mình giống như mỏi đau, thì từ từ nó qua thời gian nó quen dần, thì ít nhất cũng phải mất từ 4 đến 5 năm, nhưng mà đòi hỏi cũng như mình phải có đam mê trong đó. Để sản xuất một cây đàn hoàn chỉnh phải trải qua 40 công đoạn như đóng hông, vô mặt trước và sau, dán chỉ viền, ráp cần, đóng phím, chỉnh âm. Mình là con nhà nòi ở trong gia đình rồi, thì sản phẩm tôi sẽ phân biệt được từ cái khâu mà gỗ là tôi đã phân biệt được cùng một sản phẩm đó, mặc dù giá thành thấp nhưng mà nó âm thanh rất là hay. Bởi vậy cái đàn nó có hồn là ở chỗ đó, một sản phẩm guitar nó có hồn nằm ở trong đó. Hơn 30 năm gắn bó với nghề làm đàn guitar, trải qua nhiều thăng trầm, nhưng anh Nguyễn Văn Nguyên vẫn kiên trì bám nghề. Anh Nguyên và các anh chị em của mình không chỉ theo nghề của cha mà còn làm cho thương hiệu đàn guitar Ba Đờn ngày càng phát triển. Mỗi tháng cung cấp ra thị trường từ 6.000 đến 8.000 cây đờn. Tôi rất là hãnh diện về cái gia đình của Ba Đờn.
thì không những là những người con của ông Ba Đờn theo cái nghề mà hiện nay đang nối tiếp nữa, thế hệ nữa là tới cháu, cháu ngoại có, cháu nội có. Lúc tôi còn nhỏ là tôi, ba chỉ gì là tôi đã làm cái đó rồi. 7-8 tuổi là ba đã chỉ có thể làm được rồi. Sao bây giờ đi học về nhà thì phụ những cái việc gì cần thì phải phụ. Tại gia đình mình là sản xuất. Ngoài cái thợ ra thì con lúc nào rảnh thì ba kêu vô phụ thôi. Làm riết rồi mình quen, lớn lên mình có tư duy tí xíu, mình hình thành cái tay nghề. Với anh Nguyên, làm nghề gì trước hết cũng cần cái tâm và niềm đam mê. Vì việc đóng đàn khá phức tạp và đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật, bảo đảm độ chính xác cao. Nguyên một cái cây đàn để thành phẩm thì cái công đoạn nào nó cũng đòi hỏi cái người thợ phải có cái tay nghề tỉ mỉ. Ngoài cái tay nghề đó, anh phải yêu nghề nữa. Chứ còn để làm cho có cái phần việc đó thì cây đàn nó cũng sẽ ra một cái sản phẩm. Nhưng mà về chất lượng để mà đạt cái độ chính xác nó không có hoàn chỉnh bằng. Mỗi công đoạn làm đàn có độ khó khác nhau. Có công đoạn tưởng như đơn giản, nhưng nếu không chú ý kỹ lưỡng thì người thợ sẽ làm hỏng cây đàn. Bất cứ một cái ngành nghề nào cũng vậy, nó sẽ có một cái giai đoạn. Ví dụ như sản phẩm guitar này nè, nó đặc biệt cái nè, nó vào cái dịp hè thì cái lượng tiêu thụ rất là lớn. Sau hè tới cái ngày nhập học, ví dụ tháng 9, tháng 10 là tới nhập học, thì nó sẽ có giai đoạn nó chận lại. Qua ba thế hệ, cơ sở làm đàn guitar Ba Đờn vẫn ngày ngày vang lên những âm thanh của quá khứ, để cuộc sống hôm nay vẫn được tô điểm thêm những vẻ đẹp tinh thần đáng quý. Rất mong muốn đấy. Ngoài cái chuyện gìn giữ đó, bây giờ phải phát huy để sao để cho cái ngành nghề truyền thống nó không có bị mai một đi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về email cameracancanh@mcv.com.vn hoặc số điện thoại 0938 980 305.